một lần nữa xin chân thành tình cảm của tất cả quý thầy cô và tất cả bạn sinh viên của trường VUS. Và một lần nữa xin chúc là những thành công phía trước của Viện Văn hóa Nghệ thuật VUS. Và thực sự mà nói đây là một trong những điều tự hào rất là lớn đối với những cái mầm non nghệ thuật của nhà. Các bạn cũng xin một lần nữa xin chúc một các bạn cũng có những tự hào rất lớn. Xin cảm ơn rất nhiều, xin chào tạm biệt ạ. Xin cảm ơn anh Đức Tôn rất nhiều và rất là máu lửa, đúng không ạ? Và chúng ta đây sẽ còn máu lửa hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với những tiết mục của chính các bạn sinh viên của trường chúng ta. Và chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay cho câu lạc bộ Đi Quan Phò La Khu, dành cho các bạn yêu thích nhảy ca trên thể loại dance floor hip-hop. Trân trọng kính mời Hồ Viễn Phương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.
Và trân trọng kính mời Kiện tướng quốc tế Khánh Thi, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật UEF. Và bây giờ chúng tôi xin mời các vị đại biểu, chúng ta sẽ chuẩn bị thực hiện nghi thức cho ra mắt Viện Văn hóa Nghệ thuật UEF. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? 1, 2, 3, bắt đầu! Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng cho sự kiện Viện Văn hóa. Sinh viên thân mến, tiết lộ với các bạn, chị Khánh Thi là người đã mang khiêu vũ thể thao về Việt Nam. Vào năm 2005, chị đã đạt vô địch châu Á ASEAN Indo Games vào năm 2019 với 2 huy chương vàng và vô địch quốc gia 6 năm liền. Với những thành tích đó thì chị đã được trao tặng huân chương lao động hạng 3 vào năm 2009 và 2022. Chị tiếp tục nhận được huân chương lao động hạng 3 một lần nữa với vai trò là huấn luyện viên dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Và với niềm khao khát lửa, khao khát truyền lửa cho các thế hệ tiếp nối thì chị là một trong những người tiên phong tổ chức những câu lạc bộ khiêu vũ từ năm 2007 và dần dần hướng đến việc cho ra đời một trung tâm học viện đào tạo thể thao chuyên nghiệp KTA như hiện nay, và đồng thời là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển dance sport quốc gia từ năm 2017, đồng thời cũng là giám khảo của nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế. Còn nữa chưa hết ạ. Chị cũng là nhà tổ chức cuộc thi vô địch thế giới mở rộng đầu tiên Đông Nam Á tại Việt Nam vào năm 2022. Và cũng chính vì những cống hiến đó mà chị còn được trao tặng bằng khen ghi nhận cống hiến dành cho bộ môn khiêu vũ thể thao của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Olympic Quốc gia, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Thể dục Thể thao. Một phút nhưng mà em rất cố gắng để đọc được hết những thành tích của chị Khánh Thi. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng chị Khánh Thi một lần nữa. Và bây giờ sẽ là lời rất tâm huyết của chị Khánh Thi dành cho... Kính thưa nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Kính thưa thầy Đỗ Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, cùng quý thầy cô trong ban giám hiệu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Cao Cường, Tiến sĩ Nhan Cẩm Trí, Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc và Tiến sĩ Hồ Viễn Phương, cùng toàn thể quý doanh nghiệp, quý thầy cô giáo, cùng các anh chị em văn nghệ sĩ, quý anh chị phóng viên báo đài, cùng với toàn thể các em sinh viên UEF thân mến. Hôm nay thì Khánh Thi rất là vui khi mà được hội đồng trường và ban giám hiệu tín nhiệm, cũng như là giao trọng trách cho một cái vai trò mới, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật UEF. Và bây giờ thì Thi xin được nêu rõ một chút về tiêu chí hoạt động của viện. Đây là nơi hỗ trợ sinh viên được tiếp cận với các bộ môn giải trí gần nhất và chuẩn nhất. Thay vì các bạn phải đi tìm rất là nhiều câu lạc bộ nhỏ lẻ ở ngoài, thì hôm nay ngay trên sân trường của UEF, các bạn đã có thể tham gia vào đây, một nơi đào tạo chuyên nghiệp cùng với đội ngũ giáo viên xuất sắc. Ngoài ra thì Khánh Thi mong muốn đưa hoạt động văn hóa thể thao nghệ thuật chuyên nghiệp trở thành phong trào nổi trội của sinh viên trong trường và mở ra thật nhiều cơ hội cho các học viên được thử sức ở vai trò như là thi đấu, biểu diễn cả ở trong nước cũng như là quốc tế. Khi đến với học viện thì các bạn sẽ được lựa chọn với các gói học phù hợp và sở thích của mình và đều trải qua từ khóa cơ bản đến nâng cao cũng như là thực tập sinh. Gói đầu tiên dành cho các bạn đam mê về nhảy múa, các bạn sẽ được học rất nhiều thể loại nhảy múa trong thời gian ngắn nhất. Và mỗi một kỳ kiểm tra, các bạn sẽ được làm việc với những chuyên gia, những biên đạo ưu tú và những vận động viên nổi tiếng trong các thể loại mà bạn chọn. Viện sẽ hỗ trợ quay hình, quay video clip, dàn dựng bài, tổ chức thi kiểm tra định kỳ và các kỳ thi tốt nghiệp ở trên sân khấu một cách chuyên nghiệp nhất. Chỉ trong một thời gian ngắn, viện hy vọng các bạn sẽ trở thành những học viên ưu tú, những vũ công và những vận động viên nhảy múa ca hát chuyên nghiệp được tham gia thi đấu ở các cấp thành phố, cấp quốc gia và cấp quốc tế, hỗ trợ các bạn trở thành những vận động viên, các vũ công chuyên nghiệp nhất. Và trong tương lai thì sẽ cùng song song với việc học chính quy tại trường. Một gói đặc biệt hơn dành cho những bạn yêu thích cả ca hát và nhảy múa, hình thức đào tạo như idol của Hàn Quốc và ở Mỹ cũng như các nước châu Á hiện nay là các ca sĩ đều có thể biết nhảy cũng như là vũ công đều có thể biết hát.
Và gói học này là bệ phóng để các bạn. Ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBIT. Chúc các bạn những ngày tốt lành.